rồi bớt luôn rồi kìa. Đây. Hello cả nhà, hôm nay mình sẽ tạo một cái combo cho con Lord Achilles nha mọi người, để nó đấu với cái combo của con Valkyrie nhưng mà để extend này, đó, để extend cộng đó. Mình sẽ không có sử dụng combo này, mình sẽ dùng cái vòng sắt của con Ragnarok, không có sử dụng cái đế này, bỏ ra. Mình sẽ sử dụng những cái đế khác nhau để đấu với cái combo này, và sau đó mình sẽ sử dụng những cái đế bền bỉ mình cho nó đấu cùng đế với nhau, xem thử coi là con nào sẽ chiến thắng nha. Thấy đa số là cái đế bền bỉ thì nó lại làm cho con quay mạnh hơn á mọi người ơi. Rồi bây giờ mình test thử nha. Hai đế giống nhau nè. Tháng nữa rồi. Đế này, đế này chắc cũng thắng mấy cái tên mình bị. Rồi, rớt mất. Rồi, mất luôn rồi kìa. Ê. Thôi, Valkyrie thua luôn. Bởi vì tép miếng gì vậy? Một miếng rớt rồi, rớt một miếng nhựa. À, miếng này. Đâu? Trời ơi, bắn gì dữ vậy? Nhưng mà không sao, dù sao nó cũng thắng với những cái đế bình bỉ. Rồi, tiếp theo là mình đấu cùng đế nha.
Để Berin. Để Berin, Berin là chùm rồi. Ai biết được. Berin là chùm rồi. Nhưng mà nó dễ bớt. Thắng luôn. 1-0. Full thắng 3. Nè. Và tên và thắng luôn. Tập đi. Sụp. Sụp bọc. 1-0. Một điều. Hai một. Có kết quả mọi người, không tính nữa nha. Với combo này, với cái đế bệnh vĩ thì con vừa cầm vừa gối. Video này kết thúc ra đây. Bữa giờ con Valkyrie hơi bị ăn rồi. Rồi, tạm bye bye.